Rùng mình cũng là tâm trạng của nhiều người mỗi khi nghe tin về vụ người cô đầu độc cháu ruột ở Đồng Nai. Trong diễn biến mới nhất, nạn nhân may mắn thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh và xuất viện về nhà. Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân có tên viết tắt NHBT, 18 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị ngộ độc cyanua hồi phục ngoạn mục. Sau khi được lọc máu và lọc chất độc, bệnh nhân qua cơn nguy kịch hiện tỉnh táo, có thể đi lại. Tuy nhiên, vì chất độc ảnh hưởng đến não gây yếu liệt cơ, nên sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục vật lý trị liệu để hồi phục cơ và cần được kê thuốc nâng đỡ thể mạch trạng. Dự kiến chiều nay, bệnh nhân được xuất viện về nhà. Thông thường, với trường hợp ngộ độc cyanua, bệnh nhân bị chết não, sống thực vật và nằm một chỗ. Riêng trường hợp này may mắn hồi phục và qua cơn nguy kịch nhanh. Kẻ thủ ác phải trả giá trước pháp luật. Nguyễn Thị Hồng Bích, ngụ tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, bị bắt tạm giam về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, lời khai một cách điềm nhiên của đối tượng khiến cho nhiều người phải lạnh sống lưng. Qua quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, thừa nhận đầu độc bằng cyanua làm chồng và hai người cháu ruột tử vong. Riêng người cháu ruột thứ ba có tên viết tắt là NHBT, 18 tuổi, qua cơn nguy kịch, chuẩn bị được xuất viện. Công an thu giữ một số vật chứng liên quan, trong đó có một chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể cyanua, trọng lượng khoảng 0,7kg, giấu trong khuôn viên nghĩa trang gần nhà. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp khám nghiệm hiện trường, chuẩn bị kịch bản đối phó với cơ quan điều tra. Với rất nhiều tài liệu, chứng cứ và sự quyết tâm của lực lượng tham gia phá án, đối tượng cúi đầu nhận tội và xin khai nhận để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Trông đục là chuyện rất bình thường của mọi dòng sông, nhưng tại Cà Mau có một dòng sông chỉ trong một đêm bất ngờ chuyển thành màu đỏ đục. Cuộc điều tra tìm nguyên nhân gây nên sự việc vừa có hồi kết. Sáng nay, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho hay, nguyên nhân nước sông Đàn Âm chuyển đỏ là do một hộ dân xin thùng nước sân cũ về chữa sạch lại để sử dụng. Trong quá trình thực hiện, nguồn nước ô nhiễm chảy xuống ống nước ngầm rồi lan ra sông. Hiện màu nước của sông trở lại bình thường. Do người dân không biết nên ngành chức năng nhắc nhở tuyên truyền không được tái phạm. Sáng qua, nhiều người dân ở xã Lương Thế Trân bất ngờ khi chứng kiến nước của con sông Đàn Âm chuyển sang màu đỏ bất thường với chiều dài hơn 100 mét. Lo lắng nguồn nước bị ô nhiễm, các hộ nuôi tôm tạm dừng việc lấy nước vào vuông để tránh bị thiệt hại. Lấy vi phạm giao thông làm trò tiêu khiển để tìm cảm giác lạ không mới. Dù ngành chức năng có hình thức xử lý thích đáng, đây là lời cảnh báo đáng lo ngại về lối sống của một bộ phận lớp trẻ thích đua đòi thể hiện. Thưa quý vị, mùa mưa bắt đầu cũng là lúc người dân phập phồng nỗi lo sạt lở. Ở Hà Giang, cơn mưa lớn vào đêm qua để lại hậu quả nặng nề. Sạt lở cuốn trôi nhiều tài sản và cũng khiến một gia đình mãi mãi mất người thân. Người tử vong là cháu bé sinh năm 2011, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Chống, huyện Quan Su Phi. Nguyên nhân do sạt lở đất đá làm sập nhà. Mưa lũ cũng làm 14 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Về giao thông, nhiều điểm sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã với khối lượng hàng ngàn mét khối, gây ách tắc giao thông cục bộ. Mưa lũ cũng khiến đất đá lấp các diện tích ruộng tại nhiều xã trên địa bàn. Ngành chức năng tỉnh Hà Giang cho biết đây là một trong những trận mưa lớn và kéo dài nhất từ đầu năm đến nay. Sự khó lường của thời tiết ngày càng khiến cho người dân bất an. Thưa quý vị, một hình ảnh khiến cho nhiều người phải rùng mình. Chiếc ô tô đang chạy, di chuyển thì bất ngờ mất lái, đâm trực diện vào hộ lan. Tại hiện trường, thanh hộ lan đâm xuyên ô tô, biến dạng phần đầu. Tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc. Vụ việc xảy ra vào trưa nay trên quốc lộ 21B hướng từ Hà Nam, Nam Định.